Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách làm Anadoc nhận được 7 đồng token Powercoin. Một số thông tin về đồng token này: số token phát hành là 10 triệu nhé. Nó có 262 tài khoản holder đã phát sinh 583 lượt giao dịch nhé. Ok, thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website của Anadoc.net. Tên chủ của website được để phần dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website, các bạn làm có 2 bước dẫn đến trang website này. Bước 1, các bạn sẽ cho bạn chắc có thể sử dụng cái mức cấp như đây. Sau đó các bạn quay sang ví luôn cái mắt của cái chữ đây lát của các bạn nha. Các bạn thêm được chỉ các phần là một ví cho mình. Ví hiệu POVR số tập phần 18 nha. Các bạn nhập tiếp theo và nhập thêm token. Rồi, sau khi đã thêm được địa chỉ tập phần vào ví, các bạn quay trở lại website Gramma.net. Thì từ bước 2 và nhấp vào cái link rút gọn này nha. Rồi, các bạn cho số phần này giúp mình. Cả làm to như đây. Như thế thì Anadoc nữa sẽ kết thúc vào 131 ngày nữa. Và cái sau khi list sàn thì cái giá của nó là 1 đồng power, đương nhiên sẽ tương đương với 1,2 đô nha. Đó sẽ list sàn Phật Con Sơ Ấp vào ngày 31/1 nhé. Được, các bạn nhấp vào đây. Nếu các bạn cần làm thì các bạn nhấp vào đây, 0.05 BNB. Bạn có điều kiện mua thì các bạn bỏ ra 0.05 BNB mua cái đồng token này hold và tích trữ lâu dài nhé. Nếu các bạn có mua thì sau ngày 31/1 các bạn có thể lên sàn là qua số lót được, các bạn bán nhé. Rồi các bạn nhấp vào đây, yêu cầu phải power. Rồi, yêu cầu kết nối ví, các bạn nhấp tiếp theo và nhấp kết nối. Ví ra là 0.000605 BNB. Các bạn nhấp xác nhận cho mình nhé. Rồi, giao dịch đang được xử lý. Và các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website Gramma.net nhé, cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng token mới nhất chuyên về mạng Binance Smart. Ngoài ra nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch trọn đời. Ngoài ra trên đây còn nhiều các sàn khác, các bạn có thể vào đây đăng ký luôn nhé. Rồi, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách Gramma nhận được 7 đồng token Powercoin. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video sẽ kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.